Đầu tiên em mời chị Phương, mình sẽ bước lên trước, và sau đó chị Tú, mình sẽ đứng phía sau chị Phương, mình đặt hai tay lên vai của chị Phương. Chúng ta sẽ xếp thành một hàng dài để di chuyển cùng nhau cho nó dễ dàng nhé. Mình đang di chuyển qua khu vực zigzag á, thì để cho nó hạn chế ánh sáng bớt, để cho mắt mình nó không có bị đột ngột nhé. Trong không gian cực kỳ tăm tối, người khách được thưởng thức món ăn đồ uống hoàn toàn thông qua xúc giác và vị giác, được dẫn dắt bởi những nhân viên khiếm thị. Ai nấy đều có cảm giác tò mò thích thú và dường như tìm được kết nối gần gũi với nơi này. Tôi thấy rất là bất ngờ với cái sự hiệu quả của nhân viên, bởi vì là trong một cái không gian như vậy thì một người bình thường đã thấy rất là khó khăn, nhưng mà một cái người khiếm thị thì họ lại xử lý mọi thứ nó thậm chí mà nó còn tốt hơn những người bình thường. Lần đầu tiên thì nó rất là đặc biệt, tại vì giống như mình cảm giác như mình có một cái mối liên hệ với lại các bạn ở trong cái không gian đó. Mô hình cà phê bóng tối bắt nguồn từ ý tưởng các nhà hàng bóng tối ở nước ngoài. Đây được xem là mô hình độc đáo hướng tới hành trình trải nghiệm các giác quan trong bóng tối của khách hàng dưới sự dẫn dắt của các nhân viên là người khiếm thị. Đối với thực khách, đó là cái trải nghiệm rất là đặc biệt và rất là thú vị. Là mình ăn, mình uống, mình cảm nhận trong cái không gian tối hoàn toàn. Nơi mà mình bỏ cái hỗ trợ thị giác đi thì mình những cái giác quan khác của mình nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Với các bạn nhân viên thì nó là một cái cơ hội được làm có lẽ là rất là tốt. Nếu mọi người không biết ngôn ngữ ký hiệu, mình sẽ dùng sách hướng dẫn động tác để mọi người có thể học và giao tiếp được với nhau. Đây mình rất là ít nói. Nhưng sau khi qua quá trình làm việc thì mình cảm thấy là mình có thể giao tiếp tự tin hơn, và mình cũng có thể cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống rất là nhiều. Tôi rất là vui khi được làm việc ở đây và cũng mong là cái mô hình này sẽ càng ngày phát triển hơn nữa, để mà có thể có nhiều bạn khiếm thị hoặc khiếm thính có thể có công việc tốt hơn, cải thiện cuộc sống của mình. Hiện nay, dù thành phố đã có nhiều hỗ trợ giúp đỡ người khiếm thị, song khó khăn với họ là chưa bao giờ vơi. Tin rằng mô hình cà phê bóng tối sẽ là nơi để gỡ bỏ những mặc cảm, giúp người khiếm thị tự tin làm chủ cuộc sống.